Mình nghiên cứu qua về cái câu chuyện là mình nhân đa thức ở trong cái buổi ngày hôm nay ấy, thì thấy có rất nhiều những cái con mà chúng ta cần phải nhân đa thức đúng không? Đấy. Mà nếu mà em nhân chậm thì là hoặc là em nhân nó còn chưa chạm thì nó sẽ hơi khó. Đây chúng ta sẽ tập trung vào cái dạng hai bên này nhá. Là cái dạng mà chúng ta không cô lập được tham số, có được không? Ok không? Đấy. Ở trong cái dạng hai bên này có cần dặm lại không? Ừ. Cái dạng hai bên này này, dạng không cô lập được tham số này này. Cái dạng này khó Anh không? nói lại. Cái dạng 2B, cái dạng không cô lập được tham số đây này thì căn bản nó sẽ dùng khi nào? Đây nhá, em nhìn vào một cái con đi. Đây. Em nhìn vào một cái con, mình có cái dấu hiệu nhận biết cho nó nhá. Thì em nhìn này. Ở đây nó sẽ tồn tại những cái con m bậc mấy đây? M bậc 1 đúng không? Và xen kẽ với nó là có cả m bậc mấy? M bậc 2, hình dung không? Đó, thấy chưa? Thì nếu mà em gặp những cái con m nó bị lệch bậc như thế này thì chúng ta không thể cô lập tham số được. Được chưa? Đấy, không thể cô lập tham số được thì lúc đấy ta sẽ phải áp dụng cái lý thuyết của cái dạng 2B này để ta làm. Ok không nhỉ? Được chưa? Đấy là cái dấu hiệu nhận biết của nó nhá. Ok, thế bây giờ mình ngó xem những cái bước làm cơ bản của nó là gì này. Được chưa? Thì cái bước đầu tiên thì tất nhiên rồi, đúng không? Chúng ta vẫn làm gì thôi? Chúng ta vẫn ngồi chúng ta tính đạo hàm ra, đúng không? Kịp không? Đấy. Vẫn ngồi chúng ta tính đạo hàm ra nhá. Ok không? Đấy. Thế sau đó thì mình sẽ tính cái delta. Mình tính cái delta của cái con đạo hàm. Ok chưa? Mình tính cái delta của con đạo hàm. Tại vì sao lại phải tính cái con delta của con đạo hàm ấy? Tại vì cái định lý mà hôm nay mình học thì nó chỉ áp dụng được khi mà cái con đạo hàm của mình nó có gì thôi? Nó có hai nghiệm phân biệt thôi, đúng không? Đấy, thế bây giờ anh sẽ nói lại cái đoạn đấy một chút nhé. Ok không? Ừ, đây nghe 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 kỹ nhá. Xong rồi tí nữa mình có thể anh sẽ lấy thêm những cái ví dụ mới nữa để có thể ngâm cứu. Bây giờ nhá. Người ta cho mình là cho mình một hàm bậc mấy? Nào, cái ban đầu nhá, ban đầu á. Đó thì người ta sẽ cho mình cái hàm số có phải là hàm số bậc 3 không? Đúng chưa? Thế thì bây giờ nhá, mình đạo hàm đúng không? Thế thì mình y phẩy xuống thì nó xuống bậc mấy? Bậc Đúng rồi, y phẩy nó sẽ xuống bậc 2 đúng không? Đó, và đối với con bậc 2 thì chúng ta sẽ luôn luôn có cái con gì? Cái con delta đúng không? Là cái biểu thức quan trọng nhất của nó đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ đi tính cái delta của con y phẩy nhá, được chưa? Delta y phẩy mà nó lớn hơn hẳn không thì lúc này cái phương trình y phẩy bằng không á có gì nào? Có hai nghiệm phân biệt, công nhận không? Đúng chưa? Đúng không? Có phải nó sẽ có hai cái nghiệm phân biệt không? Cái nghiệm phân biệt nhá, ta vẽ cái trục số ra. Nghiệm thứ nhất có phải là nghiệm x gì một không? Và sẽ có thêm một nghiệm x2 nữa không? Chọn không đấy? Chọn không? Đúng đấy, cái phương trình bậc 2 ấy mà delta lớn hơn hẳn không thì có phải nó sẽ có hai nghiệm phân biệt là x1 và x2 không? Chuẩn chưa cô? Thế thì đối với hai cái con x1, x2 như thế này này thì nó sẽ chia cái trục số của em ra thành ba khoang. Có nhìn được ba khoang không? Ok Có. không? Thì cái khoang cuối cùng này này, nghe kỹ nhá, cái khoang cuối cùng luôn luôn cùng dấu với hệ số cao nhất ở trong đạo hàm. Được chưa? Cái khoang cuối cùng này này nó sẽ luôn luôn nó cùng dấu với cái hệ số cao nhất ở trong đạo hàm. Ok không? Đó, và qua những cái khoang tiếp theo thì nó sẽ đan dấu nhá. Ok chưa? Nó sẽ đan dấu. Ví dụ ở đây là dấu cộng nhá. Ví dụ thế này. Ví dụ nhá, ở đây mà là dấu cộng thì sang khoang bên cạnh của nó sẽ là dấu trừ đúng không? Tiếp theo thì sang khoang tiếp nó sẽ là thành dấu cộng. Em hình dung không? Nó đan dấu như vậy. Ừ, đấy nhá, đấy là cái bước xử lý dấu. Cái bước này có kịp không? Có. Rồi, bây giờ đến một cái bước tiếp theo này là chúng ta cần phải thiết kế. Chúng ta cần phải thiết kế nhá, chúng ta phải đặt đúng không? Đặt cái con mà người ta yêu cầu ấy, ví dụ nhá. Ví dụ người ta yêu cầu này. Ví dụ người ta yêu cầu là hàm số đồng biến đi, ok không? Hàm số đồng biến trên cái khoảng từ 3 cho đến dương vô cùng, ok không nhỉ? Được không? Đó. Thì em biết thừa rằng là chắc chắn là con dương vô cùng nó phải nằm ở đâu rồi. Dương vô cùng nó phải nằm ở đâu? Ở cuối cùng chỗ này, có đúng không? Kịp không? Đúng không? Cái con dương vô cùng có phải nó phải nằm ở cuối rồi không? Công nhận không? Đấy, thế bây giờ cái câu hỏi đặt ra là em phải đặt cái số 3 này này. Em phải đặt cái số 3 này ở cái khoang nào? Em đặt ở khoang đầu tiên hay khoang ở giữa hay là khoang ở cuối, có hình dung không? Đó, kịp chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ thiết kế từng 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 cái vấn đề một nhé. Thế giả dụ em đặt cái số 3 ở khoang đầu tiên thì chuyện gì xảy ra? Nào, nếu em đặt cái số 3 ở khoang đầu tiên nhé, thì em nhìn cái thằng đạo hàm nó đổi dấu này. Nó đổi dấu từ gì? Từ dương, đúng không? Xong lại sang âm, xong lại sang dương. Em nhìn ra vấn đề không?
đúng không? có Đấy, thế thì lúc thì nó âm đúng không? Lúc thì nó lại làm sao? Lúc thì nó lại dương. dương. Đấy, như vậy thì nó sẽ không thể nào làm sao được, không thể nào đồng biến được, đúng chưa? Bởi vì để cho nó đồng biến ấy thì cái con đạo hàm của nó luôn luôn phải mang dấu gì? Mang dấu dương, đúng không? Đấy, hiểu hiểu được vấn đề chưa? Nên chúng ta không được đặt cái số 3 vào khoang đầu, có hiểu không nhỉ? Đấy, tương tự nhé, chúng ta cũng không được đặt cái số 3 vào khoang giữa. Bởi vì nếu mà chúng ta đặt cái số 3 vào khoang giữa nhé, thì lúc đấy đạo hàm nó sẽ vừa mang dấu gì đây? Vừa mang dấu âm, đúng không? Vừa mang dấu gì? Vừa mang dấu dương. Đấy, như vậy cũng không được. Vậy chúng ta bắt buộc phải đặt số 3 vào khoang nào? À, vào khoang Con cuối. cuối. Đấy, vào khoang cuối. Hiểu được vấn đề tại sao phải đặt vào khoang cuối chưa? Đúng không? Rồi. Đấy thì trên cái vùng từ 3 đến dương vô cùng thì nó sẽ luôn gì đây? À, nó sẽ luôn dương, đúng không? Đấy, nó sẽ luôn dương. Kịp chưa đã? Kịp chưa? Rồi. Rồi, đấy nhá. Như vậy là mình đã làm xong một cái công việc là chúng ta suy luận xem rằng là chúng ta nên đặt cái số 3 này vào cái khoang nào, đúng không? Ok chưa? Đấy. Rồi, bây giờ tiếp tục nhá. Bây giờ này, khi mình đã định hình được là số 3 nó nằm ở khoang cuối thì bây giờ nhá, chúng ta sẽ làm sao chúng ta viết được cái biểu thức để xử lý nó. Ok không? Đấy, thì ở đây chúng ta nhớ rằng như thế này, nghe nhá. Nếu 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 mà cái con t nhá, con t ở đây là con t bằng 3 đấy. Ok chưa? Được chưa? Nằm ngoài hai nghiệm nhá, nằm ngoài hai nghiệm. Được chưa? Nằm ngoài hai nghiệm, tức là nó nằm ở khoang nào nào? Hôm nay anh có viết thì đây là khoang số 1 này, còn nhớ không? Đây là khoang số 2 này và đây là khoang số 3 đúng không? Được chưa? Thế thì nếu mà con t mà nó nằm ở ngoài khoảng hai nghiệm, đúng không? Tức là nó nằm ở khoang số 1 hoặc là khoang số số 3 đúng không? Đấy, tức là ở khoang 1, ở 1 được chưa? Hoặc là ở 3. Hoặc là ở 3, ok không? Thì nhá, mình nhớ cho anh là gì nào? A nhân FT sẽ làm sao? A nhân với FT, thực ra là bài này nó là F phẩy nhá, được chưa? Mình cứ F phẩy đi. A nhân F phẩy T sẽ làm sao? Lớn hơn hoặc bằng bằng 0, nhớ không? Đấy. Rồi, thế còn nếu nếu mà T cụ thể thì T trong bài là T bằng 3 nhá, đúng không? Mà nằm ở đâu? Nằm ở trong đúng không? Nằm trong khoảng hai nghiệm đúng không? Nằm trong hai nghiệm. Được chưa? Tức là nó nằm ở khoang số mấy? Khoang số 2. Đấy thì được chưa? Thì chúng ta sẽ luôn luôn có là gì nào? A nhân với F phẩy T sẽ làm sao? Bé hơn hoặc bằng 0. Ok không? Đúng không? Cứ nhớ đơn giản là gì? Nếu mà nằm ở bên ngoài, được chưa? Nằm ở ngoài thì mang dấu dấu dương, còn nằm ở giữa thì sẽ mang dấu gì? Mang dấu âm. Kịp chưa đấy? Kịp không? Đấy, đó, đấy thì cái lý thuyết ngày hôm nay nó chỉ rất đơn giản là cái việc này thôi. Đúng chưa? Rồi, có một cái chú ý, đúng không? Anh có một cái chú ý, đó là gì nào? Đó là gì? Còn nhớ Nếu T thuộc khoang số 1 đấy. không? Nếu T thuộc vào cái khoang số 1 hoặc là khoang số số 3, đúng không? Thì cần phải tính thêm cái gì nữa? Trung bình cộng, đúng không? Đúng chưa? Đấy, nếu T đúng không? Mà thuộc vào cái khoang số 1, đúng không? Hoặc là khoang số 3 thì đấy, cần tính thêm trung bình cộng. Nào, cần tính thêm trung bình cộng nhé. Đấy, trung bình cộng. Rồi, trung bình cộng. Ở cái khoang số 1 đi. Nào, hay là mình làm khoang số 3 trước này nhá, được không? Em nhìn vào đây. Ví dụ hiện tại thì cái thằng số 3 màu xanh nó đang ở khoang số 3 đúng không? Nhìn thấy không? Kịp không? Đấy. Thế thì bây giờ con trung bình cộng nó nằm ở đâu nào? Đây. Cái con trung bình cộng nó nằm ở cái chỗ này đúng không? Đúng chưa? Đúng. Thế thì em nhìn này, con trung bình cộng có phải đang nằm ở bên trái số 3 không? Có đúng không? Đó, đúng không? Cái con trung bình cộng màu tím này đang nằm ở bên trái con số 3 màu xanh, đúng chưa nào? Như vậy thì chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là con trung bình cộng phải làm sao? Phải nhỏ hơn so với con gì? Con 3, có hiểu không? Đấy, ví dụ như trong bài này nó sẽ là như thế, kịp không đấy? Có vẫn kịp rồi. X1 cộng x2 tất cả trên 2 đúng không? Sẽ làm sao? Sẽ nhỏ hơn hẳn gì? Nhỏ hơn hẳn 3, kịp chưa? Ok không? Đó. Ok không? Được đấy. Thế còn giả dụ nhá, giả dụ mà anh cho số 3 nó nằm ở khoang đầu tiên đi, đúng không? Đấy, giả dụ anh cho cái số 3 nằm ở khoang đầu tiên, đúng không? Thì lúc này em thấy rằng là gì? Số 3 sẽ nhỏ hơn gì đấy? Nhỏ hơn trung bình cộng, đúng không? Hiểu vấn đề không? Đấy nhá, được chưa? Đấy thì lý thuyết hôm nay học chỉ có mỗi vậy thôi. Đấy, thế nhưng mà căn bản là anh em, hình như anh em nghe nó không được thủng hay sao ấy, nên là anh em kêu khó quá. Trời ơi. Thực ra Em quay sắp thủ ngoại. cái này nó thực ra nó cũng chỉ là một cái gọi là rất là ấy thôi. Thực ra anh cho bọn em cái kiểu này dùng nó mạnh lắm đấy. Tại sao anh dạy cái này anh ấy không dạy cái giống ở lò? Vì căn bản cái của ở lò nó không
thể giải được trong cái tình huống mà các em không không tính ra nghiệm đẹp ấy. Đấy, được chưa? Cho nên là nếu mà giải cái ở lò thì nó lại không được. Không, nó nói chung là căn bản là như thế đi. Đấy, vì anh cũng không không muốn gọi là đấu đá cái lùm xùm đấy. Thôi rồi, bây giờ anh sẽ lấy thêm nhé. Anh sẽ lấy thêm một cái ví dụ nữa cho em xem nhé. Ok không? Vâng. Sau đó thì chúng ta sẽ đi học nhân nhá, đúng không? Chúng ta đi học nhân. Rồi, bây giờ mình cứ làm cái đấy đi nhá. Đây, ví dụ như cái ví dụ 4 thì em thấy rằng là m nó chỉ có một con như thế này thôi thì chắc chắn là m đồng bậc rồi, đúng không? Nó chỉ có một con thôi thì con này cô lập nhá. Đấy, con ví dụ 4 này sẽ cô lập được này. Đúng không? Đấy, để anh tìm cái con mà không thể cô lập được nha. À đúng rồi. Hôm trước thì anh có bảo là có cái con hay là anh chữa luôn ví dụ 6 này nhá. Ok không? Ví dụ 6 này, đấy. Không, em quan sát thử nhá. Thì trong đây có phải nó sẽ có con m này là bậc mấy nào? Nhìn kỹ, con này bậc mấy? Bậc 1 đúng không? Nhìn ra được không? Con này là bậc 1, kịp không? Kịp. Kịp không? Ừ. Thế còn con này nếu em nhân vào thì m nó sẽ lên bậc mấy? Bậc 2. Bậc 2. Đấy, em nhìn ra vấn đề chưa? Vậy chứng tỏ là con này lệch bậc của m đúng không? Mà lệch bậc của m thì chắc chắn là không thể nào cô lập được nhá. Ok không? Được Vâng. không? Ok rồi, thế thì bây giờ anh chữa luôn con này nhá, được không? Chữa luôn nhá. Không. Đây. Người dạy. Trời ơi. Không nói nào nữa đâu. Nào thôi. Nói chung là có nhiều cái làm anh buồn lắm, lúc nào anh kể cho. Nào y phải con này bằng bao nhiêu nhỉ? Y phải bằng bao nhiêu đây? Bằng 6x. 6x bình phương nhá. Đấy, lại trừ 6 này. Đúng không? Nhân với 2m cộng 1, đúng không? Nhân với x cộng với lại 6m này. Nhân với m cộng 1, kịp không? Con này yêu cầu đồng biến hay nghịch biến đây? Đồng biến đúng không? Đồng biến Đồng biến thì đúng lại đạo hàm phải là lớn hơn hoặc bằng bằng 0, đúng không? Với m x thì thuộc vào cái khoảng từ 2 đến dương vô cùng. Kịp không cô? có Ừ rồi, bây giờ lược 6 đi. Lược 6 đi nhá, lược 6 đi để cho cái hệ số của mình nó giảm bớt đi nhá, nó còn là x bình thôi. Kịp không? Trừ đi m ngoặc 2m cộng 1 này nhân với x gì này, đúng chưa? Cộng với m nhân gì đây? M cộng 1, kịp không? Đó, con này cần phải lớn hơn bằng gì? Lớn bằng 0. Ok không? Tất nhiên là nhớ là x luôn luôn thuộc vào cái vùng này nhá. Ok không nhỉ? Kịp không? Ừ. Rồi đấy, thì bây giờ cái công việc đầu tiên là chúng ta phải ngồi chúng ta tính cái delta ra. Ok không? Đấy. Delta của y phải bằng bao nhiêu nào? Chúng ta mở ngoặc vuông ra nhá. Bình phương con ở giữa này lên này. Trừ mở ngoặc này 2m cộng 1 này. Đúng không? Tất cả bình nhá. Trừ đi 4 nhân với 1 nhân với m này, m cộng 1, kịp không? Delta bằng b bình trừ 4ac đúng không? Nào ok, bây giờ mình sẽ bung nhá. Mình sẽ bung. Thôi bây giờ anh sẽ bung bằng máy luôn nhá, anh bung bằng máy. Thế sau đó thì tí nữa anh sẽ hướng dẫn em bung tay nhá, được không? Rồi, delta con này bằng 1 em ơi. Được chưa? Delta con này bằng 1, 1 có lớn hơn 0 không? Có. Delta con này bằng 1, 1 mà lớn hơn 0 thì chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là phương trình y phải bằng 0 luôn có gì nào? Luôn có hai nghiệm phân biệt, có kịp không? Kịp không? Có. Ok rồi, bây giờ anh vẽ cái trục số ra này. Đấy, anh vẽ cái trục số ra nhá. Rồi, thế thì trên trục số này thì do nó có hai nghiệm phân biệt đúng không? Nên thì anh sẽ viết cái con x1 đã vào đây. Kịp chưa? Còn con x2 anh viết vào đây nhá. Ổn không? Ok, đúng không đây? Hai nghiệm phân biệt thì hai con đấy nó phải rời nhau ra, đúng không nào? Kịp không? Rồi tiếp tục nào, em nhìn vào cái phần hệ số cao nhất của cái con đạo hàm cho anh nhé. Cái đạo hàm là cái dòng này này. Thấy cái dòng này không? Cái dòng số 2 này. Dương. Đúng rồi. Đấy, nhìn vào đây, đúng không? Thì mình thấy rằng là cái hệ số cao nhất này là hệ số dương này. Thì cái khoang cuối cùng là khoang dương nhé, nhớ chưa? Ok không? Bây giờ đan, đến đây là âm. Sang đây sẽ là gì nào? Là dương, có kịp không? Ừ, đấy nhá. Ừ, thế bây giờ nhá, bây giờ này, chắc chắn là cái bài này, cái con dương vô cùng nó phải nằm ở đâu? Phải nằm ở cuối, đúng không? Đây này, nó có cái con dương vô cùng thì chắc chắn là em phải để con dương vô cùng nằm ở đâu rồi? Nằm ở cuối chỗ này. Có hiểu vấn đề không? Hiểu không? Ừ, đấy, thế bây giờ em phải đặt cái số 2 này này, đúng không? Vào cái khoang nào? Khoang đầu tiên,
Đấy, khoang giữa hay là khoang cuối, đúng khoang không? ba Ừ, đấy, chắc chắn bạn cuối đặt vào khoang cuối rồi, đúng không? Đấy, giống như hồi nãy vừa phân tích ấy, hiểu không? Đấy. vâng. Ok, đấy, thế bây giờ mình sẽ dùng điều kiện thôi. Dùng điều kiện để cho nó rơi vào khoang số 3 nhé, đúng không? Thì mình sẽ có này, yêu cầu bài toán, kịp không? Tương đương, nha. Yêu cầu bài toán tương đương nha. Nào, A, tức là cái hệ số cao nhất ở trong bài này có phải là 1 không? Đúng không? Đấy, ok, như vậy mình có là 1 nhân với y phẩy tại mấy nào? Y phẩy tại 2, đúng không? Kịp không? Lớn hơn hoặc bằng 0? Ổn không nhỉ? Ổn không? Nếu mà nó nằm ngoài thì là lớn hơn bằng 0, đúng không? Còn nằm ở bên trong thì là làm sao? Nhỏ hơn hoặc bằng 0, nhớ chưa? Kịp không? Vâng. vâng à, chết rồi, không không kịp à? Chết tôi. Ôi, buồn quá. Đấy. Được không? Đây đây là điều kiện thứ nhất nhá. Nào viết tiếp nhá. Điều kiện thứ hai này, điều kiện thứ hai nhá. Do cái số 2 này nó nằm ở khoang số 3 đúng không? Vậy nếu mà nó nằm ở khoang số 3 thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải đánh giá trung bình cộng. Còn nhớ không đấy? Còn nhớ không? Trung bình cộng nằm ở đâu? Đây, nó nằm ở giữa này đúng không? Đúng chưa? Trung bình cộng nó nằm ở đây. Thế thì em thấy là trung bình cộng mà so với số 2 thì có phải nó bé hơn số 2 không? Đúng không? Đó. Như vậy là mình có x1 cộng x2 tất cả trên 2 thì làm sao nào? Bé hơn gì? Bé hơn 2. Thông chưa? Thông chưa? Đấy. Ok, bây giờ em nhìn này, hệ số 1 này là hệ số dương nhá, nên anh bỏ luôn nhá. Ok không? Số 1 này là số dương nên anh bỏ luôn. Rồi, bây giờ chỉ có y phẩy tại 2 thì anh thay vào cái chỗ màu vàng nhá. Nhìn kỹ anh thay xem này, xem nó có hiểu được không này. 1 bình phương, được chưa? Trừ đi mở ngoặc 2m cộng 1 anh nhân với à 2 bình phương nhá, anh xin lỗi, cái chỗ này phải là 2 bình phương bởi vì là y phẩy tại 2 mà. Được chưa? Rồi, nhân với 2 này. Tiếp tục cộng với m này. Đấy, nhân với m cộng 1 kịp không? Đó, lớn hơn hoặc bằng 0, kịp không? Có. Ok, rồi, thế bây giờ tiếp tục này. X1 cộng x2 trên 2 nhá, mà bé hơn số 2 ấy, thì thực chất là x1 cộng x2 có phải bé hơn số 4 không? Kịp không? Đấy, như vậy nhá. X1 cộng x2 thì theo VS nó bằng gì nào? Mình viết từ từ ra đây nhá. X1 cộng x2 thì theo VS nó bằng trừ b trên a, đúng không? Đúng không? Vậy trừ b trên a bằng bao nhiêu nào? Mình nhìn vào con màu vàng này. Trừ nhá, trừ đấy, của b trên a thì ngay lập tức nó bị khử dấu trừ ở đây, đúng không? Như vậy nó chỉ còn lại thôi ở 2m cộng 1, đúng không? Trên mấy? Trên 1. Kịp không? Kịp không? Đấy, như vậy dòng này anh sẽ viết là 2m cộng 1, đúng không? Nhỏ hơn 4. Bốn. Ok, ổn chưa? Được không? Kịp không đấy? Đến đây là xong rồi, nhỉ? Đến đây và anh tiếp tục anh bung ra nhá. Đấy, tiếp tục anh lại bung ra nhá. Rồi, anh sẽ thu gọn cái con bên trên sẽ là bao nhiêu nhá. Ok, rồi cái con bên trên mình sẽ thu được nó là m bình này trừ đi 3m này, được không? Cộng với 2 nhá, được chưa? Lớn hơn hoặc bằng 0. Thế còn bên dưới thì mình sẽ có là bao nhiêu nhỉ? 2m này trừ 3 đúng không? 2m trừ 3 này nhỏ hơn 0. Kịp không cô? Có. Ok, nào dòng bên trên mình vào mốt A mình giải ra nhá. Mốt A này mình chọn cho anh bậc 2. Cái này chắc là biết đúng không? Vâng, em biết. Em biết đúng không? Đấy, mốt A em chọn bậc 2 em giải ra. Hoặc là m bé hơn hoặc bằng 1 đúng không? Hoặc là m lớn hơn hoặc bằng 2 này, đúng không? Đấy. Thế còn bên dưới là m của mình sẽ bé hơn, đây là 3 phần 2, kịp không? Có. Ok, thế rồi, đến đây thì mình kết hợp vào thôi nhỉ. Anh vẽ một trục số ra để anh kết hợp cho em xem nhé, được không? Được. Đây em nhìn này, đây là trục số của con m nhá, được không? Đây là trục số của con m. Thì em nhìn nhá, đối với cái dữ kiện đầu tiên thì chúng ta có này, hoặc là m bé hơn hoặc bằng 1, đúng không? Hoặc là m bé hơn hoặc bằng 1, hoặc là m lớn hơn hoặc bằng mấy nào? Bằng 2, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ bỏ cái vùng ở giữa, kịp không? Kịp con tiếp theo. Có. Con tiếp theo là m của mình sẽ làm sao đây? Bé hơn 3 phần 3 2, phần đúng 2. không? 3 phần 2 nằm ở đâu? Nằm ở giữa 1 và 2, đúng không? Vậy nó nằm vào đây. Chuẩn không? Đấy, đây là 3 phần 2 này. Đúng không? Như vậy là mình sẽ làm sao? Mình sẽ gạch bỏ cái phần này đi, đúng không? Đúng không? Đó, ok không? Đúng không? Như vậy thì sau cái quá trình mình gạch đi ý, thì có phải là mình chỉ còn mỗi là m làm sao thôi? Bé hơn hoặc bằng bằng 1, đúng không? Đấy, m bé hơn bằng 1. Ok chưa? Ok, xong. Rồi như vậy mình sẽ chọn cho anh m bé hơn bằng 1, vậy là đáp án nào đúng? Ý A chưa? Rồi. Ok.
thông thông được cái này không? Thông được không? Đấy. Có. Ôi trời ơi, dạy gọi là An Đỗ Bình à? Đấy. Bạn Ờ, này xong. à đây, đi ra ngoài nhá. Đấy. Đuổi. Đấy. Chưa biết học gì đã được rồi. Ờ, đấy, ok chưa? Hình dung được không? Đấy, gọi là dạy dạy chậm, gọi là siêu chậm rồi. Đấy là đến đây mà vẫn không không thể gọi là loát được nữa thì rất là buồn. Đấy. Lót được rồi. À thế à? Ừ. Đấy. Rồi ok, nào thêm một 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 ví dụ nữa nhá. Thêm một ví dụ nữa thì sau đó thì anh sẽ hướng dẫn nhân. Không biết là có ai gọi là có tâm như mình không, chỉ bảo gọi là tận tình hết cỡ rồi đấy, quá buồn. Gọi là học sinh không hiểu dạy đến khi nào bằng hiểu thì thôi. Còn lò thì nó thế nào, lò nó sẽ cho chép phạt đúng không? Đúng rồi, chữa gì à? Hả, Chữa hai ví dụ cuối đi. không thích không thích. Hai ví dụ cuối không làm được, khó lắm. Nhưng mà mình không thích. Vừa bảo giáo viên tâm huyết xong. Thì chả tâm huyết thật sự luôn. Mày có thấy ai tâm huyết như anh không? Trời ơi, đã tâm huyết rồi lại còn miễn phí đấy chứ, thật sự luôn, quá buồn. Ừ, ok rồi anh cho câu này. Câu cuối này á. Câu này á. Mấy cái ví dụ cơ chứ không phải mấy cái này, mấy cái này làm được rồi. À mấy cái ví dụ chữa hết rồi á. Nào. Không, Hả? mấy cái câu cuối đấy chữa đâu. Ừ mấy câu cuối nó cũng dễ mà. Nó còn tùy, ví dụ như cực trị của cái hàm mà có chữa đối thì sẽ không chữa ở thời điểm này, để chữa thời điểm này làm gì? Cái đấy với cả có một cái là M với N. Cực trị chị đối thì chắc là anh sẽ cấp cho mày lý thuyết để mày tự nghiên cứu trước một thời gian. Nhưng còn bây giờ anh chia mấy cái đấy ra, mọi người học mọi người có hiểu cái gì đâu mà. Thật sự, nói chung là làm cái nghề này em biết có nhiều ai lắm. Học sinh học quan trọng là bọn em phải hiểu được cơ, còn nếu mà anh dạy bọn em chẳng hiểu cái mô gì thì bọn em cũng sẽ nghỉ thôi đấy. Buồn. Ôi trời ơi, nào cái con này bây giờ ngó nha. Ồ, Trang ơi, cái con này M vừa có bậc 2 này, có thấy không? Đúng á. M vừa có bậc 1, mọi người có thấy không nhỉ? Thấy không? Thấy. Ừ, thế thì bây giờ ngồi đạo hàm ra đúng không? Đấy, nào, y phẩy con này bằng bao nhiêu? Ờ, Ba đang ít bình. phương này, đúng không? Trừ đi 6 này, đúng không? Nhân với M bình này. Cộng với 3M, cộng với 3. Nhân với x này, đúng chưa? Đấy, tiếp tục. Cộng với 3 này, mở ngoặc m bình cộng với 1 bình phương, hết chưa? Hết rồi, đúng không? Con x này đạo hàm bỏ đi đúng không? Hết rồi, đúng không? Đó. Thế đến đây chúng ta lược cái số 3 đi hộ anh nhé. Được chưa? Lược số 3 này đi và chúng ta sẽ coi rằng là coi thôi nhá. Đấy, lược số 3 đi thì ngay lập tức thì cái con y phẩy nó trở về là 3 này, đúng không? Nó còn gì thôi? À, x thì bình phương này trừ đi 2 ờ Nhân mà 3m cộng cộng 3. với 3m này, cộng với 3 này, nhân với x nhá, đúng không? Cộng với mở ngoặc này, m bình cộng 1 tất cả gì đây? Tất cả bình, kịp không? Đúng ạ. Ok, đến bước tiếp theo là phải tính luôn delta của y phẩy nhá, được chưa? Đấy, delta của y phẩy bằng này. Rồi, thế thì nó bằng là b bình trừ 4ac nhá. Đấy, như vậy nó bằng này, mở ngoặc này, trừ 2 này, đấy, m bình cộng với 3m này, cộng với 3 này, đóng ngoặc tròn, đóng ngoặc vuông, tất cả bình, trừ 4 nhân với 1 nhân với cái đuôi á, nhân với mở ngoặc này, m bình cộng với 1 bình phương. Đó, thế bây giờ tính ra. Bình An bung hộ anh nhé. Bung cùng với anh luôn để xem là kết quả giống nhau không anh em ơi. Tí nhanh sẽ hướng dẫn bung. Anh hướng dẫn cái sâm nó còn bung được mà. Nên mấy cái bọn bé to này mà không bung được thì gọi là hơi thất vọng.
Bình An bung xong chưa Bình An? Dạ Mày bung cho anh chưa? nhân bung á, chế em Ôi trời ơi, đời thế chưa? Mày lại ngồi mày nhắn tin với em Hương phải không? Hả? vừa chạy đi lấy cốc nước qua thôi. Đã bảo là mày mày bung cùng với anh đấy, thế mà cuối cùng chán thật Em vừa mới chạy đi lấy cốc nước mà. đấy, nghe đúng chưa? Ai trời ơi buồn lắm đấy, bung ra nhá, tí tí các hướng dẫn bung. Cha ngỏ là kiểu tại sao mình lại sinh sinh ra, gọi đã sinh ra cha Đúng rồi lại đấy, còn sinh ra anh bung bục đúng hóa. rồi đấy, anh làm đúng như những gì em vừa làm. Rồi tiếp tục nhá. Đến đây này, đến đây thì chúng ta sẽ lấy máy tính ra. Nào, chúng ta vào menu A cho anh. Menu A. Rồi, chọn cho anh là bậc 3, chọn cho anh bậc 3. Không, bậc 3 nhá, vì con này bậc 3 này. Rồi, chọn cho anh cái dòng là nhỏ hơn hoặc bằng 0, là cái dòng số 4 đây này. Ok chưa? Đấy, chọn cho anh dòng số 4. Nhập hệ số vào. Nhập hệ số vào nhá. 24 này, 52 này, 72 này, 32 này. Rồi bằng. Đó, nhìn ra vấn đề chưa? Ok chưa? Nó báo rồi nhá. Rồi như vậy là rồi, bây giờ nhá. Tại sao phải làm cái này thì anh viết ra xong bắt đầu thì chúng ta ngó nha. Dấu cộng đầu tiên này. Nếu delta của y phẩy nhỏ hơn hoặc bằng 0. Đúng chưa? Thì tương đương m nhỏ hơn hoặc bằng, đúng không? Bao nhiêu nhỉ? Trừ 2 phần 3. Đúng chưa? Đấy, thì theo dạng 1. À, lại theo dạng 1. Quen không Bình An ơi? Theo dạng 1 ta có. Nào, hãy quan sát. Các em hãy quan sát nha. Dạng 1 nó có cái gì nhỉ? A bằng mấy? A trong bài này bằng gì đây? Nhìn vào con đồ đỏ này này. Nhìn vào cái con đồ Ba đỏ. A con này bằng 1 à, đúng bằng không? một Lớn hơn 0. A bằng 1 lớn không nhá. 1 là cái hệ số con x bình này này, lớn hơn 0 nhá. Delta y phẩy viết luôn đi, delta của y phẩy nhỏ được bằng 0 đúng không? Chuẩn chưa? Vậy từ đây suy ra cái điều gì? Theo dạng 1 thì y phẩy sẽ làm sao? Y phẩy sẽ làm sao? Lớn lớn hơn hơn bằng bằng không. 0, đúng rồi, với mọi x thì thuộc vào r luôn. Đúng không? Vậy từ đó suy ra ngay hàm số làm sao? Đồng biến. Trên gì nào? Anh cứ chữa bài này cho các bạn đấy nhé em. Khi nào anh chữa ví dụ 11 anh bảo em để em làm bài tập hóa ra. Làm đi nhá. Đấy. Được chưa? Thì theo dạng 1 thì có phải là y phẩy lớn bằng 0 không? Đúng chưa? Đấy, vậy từ đó suy ra hàm số đồng biến trên r. Ok không em? Kịp không? Ừ, Có. vậy này. Vậy nếu mà hàm số này của mình nó đã đồng biến trên r thì chắc chắn nó cũng sẽ đồng biến trên cái khoảng từ nửa khoảng từ 1 đến đến dương vô cùng, kịp không? Đấy. Từ đó thì mình sẽ chơi tiếp. Hàm số cũng đồng biến đúng không? Đấy, trên cái vùng là từ 1 kịp không? Đến dương vô cùng. Được không đấy? Được chưa? Ổn không? Ổn không? Ồ, vậy từ đó ta thấy rằng là m nhỏ hơn hoặc bằng trừ 2 phần 3 có thỏa mãn không? Có, đúng không? có. Đấy, con này là thỏa mãn, đúng không? Bởi vì nó trùng với yêu cầu của đề. Đề yêu cầu mình đồng biến, đúng không? Đấy, mà mình cũng giải ra được đồng biến, như vậy là thỏa mãn. Hiểu không đấy? Hiểu không? Đấy, rồi bây giờ nha, tiếp tục này. Bây giờ sang cái dấu cộng thứ hai này. Đấy, dấu cộng thứ hai. Nếu nếu delta của y phẩy mà lớn hơn hẳn không thì cái này thực chất là tương đương m lớn hơn hẳn âm 2 phần 3. Nào, đấy, đang viết chậm chậm rồi đấy. Loát kịp không? Ừ. Kịp không đấy? Nó chỉ ngược dấu lại so với cái con mình vừa dạy thôi mà. Ừ, đấy. Thì nhá, em nhìn này. Em nhìn này. Delta của y phẩy mà lớn hơn hẳn không, đúng không? Thì lúc này cái phương trình y phẩy bằng không có phải có hai nghiệm phân biệt không? Đúng không? Thì phương trình y phẩy bằng không có hai nghiệm phân biệt, kịp không? Ok, rồi, bây giờ lại lại tiếp tục thôi. Đến đây thì lại áp dụng lý thuyết mình học rồi. Đó, thấy chưa? Học cái môn của nợ này nó phải là một cái gọi là một cái chuỗi. Đấy. Sắp xếp những cái sự kiện chứ bây giờ mà bột một phát nhảy vào thì rất là khó, đúng không? Cái con này có phải là con x gì 1 không? Đúng chưa? Con này là con x gì? X gì 2, kịp không? Đúng ạ. Thế nhá. Thế bây giờ em Vâng. làm tiếp này. Em nhìn vào cái chỗ màu đỏ đỏ này cho anh này. Thì cái hệ số cao nhất âm hay dương? Âm hay dương? Dương. Dương đúng không? Như vậy khoang cuối chắc chắn là gì rồi? Là dương. Dương. Giữa là âm và đây lại là gì đây? Dương. Dương. Kịp không? Ok, nào để anh xem lại yêu cầu của đề nhá. Nào, hàm số cần phải làm sao đây?
hàm số cần phải đồng biến đúng không? Đồng biến là đạo hàm mang dấu dương nhá, trên cái vùng từ 1 đến dương vô cùng có đúng không? Đúng không? Đấy. Ok chưa? Ok chưa? Nhớ 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 cái này chưa? Rồi. Ok, nào bây giờ nhìn vào đây. Nhìn vào nha. Chắc chắn thì em biết thừa rằng dương vô cùng nằm ở đâu rồi. A phải nằm ở cuối, đúng không? Dương vô cùng phải nằm ở cuối. Như vậy thì lúc này em phải đặt số 1 vào đâu? À có phải đặt vào khoang số 3 không? Kịp không? Ừ đấy, đúng không? Đấy như vậy em phải đặt cái số 1 vào đây, đúng không? Đấy. Hiểu không? Thông chưa? Đấy, nó lại quay lại rồi, đúng không? Rồi vậy thì nếu mà nó nằm ở trên khoang 3 thì mình sẽ có ngay là gì nào? Là gì? Hãy anh viết từ từ nhá. Nào, A nhân à hãy viết yêu cầu bài toán đi. Đấy, chỗ này chật quá nhỉ, tôi viết 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 ở đâu nhỉ? Tôi viết xuống dưới luôn đi. Nào đây nhá, yêu cầu bài toán này. Yêu cầu bài toán tương đương này. Đó là A nhân với Y phải tại 1, kịp không? Đúng chưa? Lớn bằng 0. Chuẩn không? Đấy. Ổn không đấy? Ổn không? Con trung bình cộng có phải nằm vào giữa chỗ này không cô? Có đúng không? Con trung bình cộng nằm ở đây à? Đấy, thì ngay lập tức là mình sẽ có là gì nào? À, x1 cộng x2 tất cả trên mấy? Trên 2, đúng không? Thì sẽ phải làm sao nào? Nhỏ hơn hẳn gì? Nhỏ hẳn 1. Thông không? Kịp không đấy? Kịp không? Ok, nào, tương đương tiếp nhá. A trong bài này bằng mấy? Bằng 1, đúng không? 1. Ừ, A trong bài này bằng 1 nhá. Y phải tại 1. Nào, bây giờ nhá. Y phải tại 1 thì em nhìn vào cái chỗ màu đỏ đỏ này này. Anh sẽ từ từ anh viết ra đây nhá. Nào. Y phải tại 1 thì nó bằng này, 1 bình phương, được chưa? Trừ 2 nhân với m bình này cộng 3m này cộng với 3 này nhân với 1 này. Ổn không? Ờ. Ừ, anh lúc nào mà bảo là em thở không nổi nữa thì bảo anh nhá. M bình cộng với 1 này, đấy, bình phương, kịp chưa? Đấy. Rồi. Cái này là phải lớn hơn hoặc bằng gì? Bằng không. Không. Ok rồi, bây giờ anh sẽ copy cái này xuống. Đây. Ok rồi, nhưng mà cái này ta phải để vào trong cái ngoặc nhá. Đấy, thì nó mới đúng. Đúng á. Ok không? Kịp chưa? Ổn không? Đấy. Nha. Kịp không đấy, kịp không? Có. Ừ, thế bây giờ đến cái dòng thứ hai nhá. X1 cộng x2 tất cả trên 2 bé hơn 1, đúng không? Thì thực chất có phải tương đương là x1 cộng x2 bé hơn 2 không em? Đúng không? Đúng. Ok, nào bây giờ quay lên trên, tiếp tục nha. Con này lại vs này. Nào bây giờ mình xem nhá. X1 cộng x2. X1 cộng x2 thì nó bằng cái gì nào? Bằng nào vs thôi, nó bằng trừ của b 2. Trên a, đúng không? Như vậy nó bằng gì luôn? 2 nhân 3m cộng 3. Cộng 3m cộng 3. Hết chưa? Hết rồi. 1. Ừ, hết rồi đúng không? Tất cả chia cho 1 nhưng mà thôi, chia cho 1 thì thôi bỏ đi luôn nhá, kịp không? Ok. Rồi đây, con này đúng không? Con này là cần phải bé hơn mấy đây? Bé hơn 2. Ờ, đấy. Thế bây giờ mình giải cái hệ này ra là auto ra thôi, đúng không? Đấy. Thế bây giờ anh sẽ lại bung nhá. Ok không? Anh sẽ bung nhá. Đấy. Em chờ anh một chút để anh bung. Cái con này thì mình sẽ thu được nó là m mũ 4 này. Sao em ơi? Em tưởng nó mất mạng. Ờ, mất mạng à, mất làm sao được. Mày lươn lắm. Đấy. Thế còn dòng dưới nhé. Dòng dưới thì bây giờ anh lược hai, lược hai cả hai vế đi nhá, được không? Thì như vậy là mình sẽ thu được là m bình này cộng với 3m này, đúng không? Đấy, cộng với 2. Đấy, m bình cộng 3m cộng 2 nhỏ hơn 0. Ok không? Rồi, đến đây thì mốt A thôi nhá. Bình cộng 3m cộng 3 chứ. Cộng 2. Đây nhá, số 2 này với số 2 thì chia tiêu đi thì có phải là còn lại số 1 không? Nhưng mà ở trên là 3 mà. Đây nhá, nghe này, số 2 này với số 2 này chia tiêu đi thì có phải vế phải còn lại số 1 không? Vâng. Ừ, thế số 1 em chuyển vế sang thì 3 trừ 1 có phải về là 2 không? Em mát ra rồi. Chết thật, chết thật. Đấy. Anh em thấy không? Đi học xong rồi cuối cùng rồi. Ôi dồi, sao lẻ thế nhỉ?
lẻ lẻ như gì luôn ấy. Ví dụ mấy đây? Ví dụ À câu 11 này. lẻ đúng không? Câu 11 em ra C. Đây anh vừa tính cái con bậc 4 này, khiếp sao nó lẻ thế nhỉ? Nó dính cả bậc 4 em ơi. 4 từ để em xem lại anh. Nó lẻ như gì. Thôi không sao đâu, kệ nó đi. Hoặc là đúng không? Đấy, hoặc là m đúng không? Bé hơn này, hoặc bằng là âm 0,64 đúng không? Đấy, âm 0,64. Rồi, hoặc là m lớn hơn hoặc bằng 2 đúng không? Kịp không? Và bên dưới thì mình có là bao nhiêu nào để anh xem nào. Khiếp, anh chưa thấy cái con nào nó lẻ như thế này em ạ. Trời ơi. Rồi, bên dưới thì mình có là gì nào? Trừ 2 đúng không? Bé hơn m, bé hơn 1 đúng không? À, trừ 1 đúng không? Trừ 2 bé hơn m, bé trừ 1, xong chưa? Ok Rồi. không? Rồi, bây giờ vẽ trục số ra để kết hợp nha. Nào. Ui, anh làm giống hệt em làm luôn. Kiểu, thế tao dạy mày mà. Mày nói như thế thì khác gì đến mặt nào thằng kia. làm giống hệt em làm luôn mà bé hơn là bằng là âm 0,64 đúng không? Vậy thì đây âm vâng 0,64 rồi ơi. đúng em ra giống hệt anh luôn đấy, học trò nó như thế. Bây giờ tôi nghỉ dạy luôn bây giờ này. Đây là vùng đầu tiên nha anh em. Rồi vùng thứ hai đó kẹp này Trang ơi, kẹp nhá. Trừ 2 đúng không? Trừ 2 này. Ok, trừ 2 nó nằm ở đây này nhá. Đúng không? Bé hơn m, bé hơn âm 1 đúng không? Đấy, âm 1 nó nằm ở đâu? Âm 1 nó nằm ở đằng trước này đúng không? Có đúng không? Đấy, âm 1 nó nằm vào đây đúng không? Rồi chúng ta sẽ phải bỏ hết cái phần này đi. Rồi, bỏ hết luôn. Bỏ hết cái phần này. Đó, bỏ hết cái phần này. Rồi, đấy, bỏ hết cái phần này. Kịp không nhỉ? Ổn không? Ổn không Bình An ơi? Âm 1 Nhưng mà làm thế thì làm gì có đáp. Âm 1 mà đúng không? Đấy, rồi rồi cứ bình tĩnh. Rồi chưa xong. Chưa xong nha. Thêm một cái điều kiện chặt của m đây này. Có thấy cái điều kiện này không? Đó là bằng trừ 2/3. M lớn hơn đấy, m lớn hơn âm 2/3 đúng không? Vậy cái con âm 2/3 nằm ở đâu nhỉ? Âm 2/3 nằm ở 0,6. 0,6. Đằng sau trừ 1. Bên phải trừ 1 đi. Đây nó nằm ở đây. Chỗ này đúng không? Nó lấy cái con này đúng không? Đó, đây Vâng. là con âm 2/3 đúng không? Như vậy thì nó lại làm sao? Nó lại gạch hết cái đống này đi có đúng không? Đúng rồi. Chứ Đó, không như cần vậy là là ăn cái vùng cho hợp này đầu. thì rỗng đúng không? Rồi, như vậy là tương đương tương đương là như là không tồn tại. Đúng chưa? Không tồn tại. Giá trị. Giá trị nào của m đúng không? Đấy. Kịp không Trang ơi? Đấy, không tồn tại giá trị nào của m đúng không? Như vậy thì sau cái quá trình giải gọi là mệt hết cả hơi thì cuối cùng thì ta thấy rằng là cái dấu cộng số 2 thì nó lại chẳng có cái con m nào thỏa mãn. Như vậy là tất cả những cái con m mà đạt được ở trong cái bài toán này thì sẽ thuộc vào hoàn toàn cái dấu cộng ở phía trên, có đúng không nào? Đấy, nó nằm ở dấu cộng bên trên nha các em. Đúng ạ, bây giờ mình quay lại dấu cộng bên trên nha. Đây, dấu cộng bên trên thì chúng ta sẽ có m làm sao nào? M nhỏ hơn hoặc bằng âm 2/3. Thế như vậy thì chúng ta sẽ chọn cho anh là đáp án nào thì đúng? Ý C à? Đúng không? Có đúng Ý không? C đúng, Đấy, chuẩn âm vô xác. cùng, nó hỏi tập con mà. Đúng rồi, đấy. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng là SC đúng không? Đấy, là tập con của cái tập hợp này. Đúng không? À không, đúng không đấy. mà đầu bài người ta hỏi S là tập con của tập nào sau đây thì từ âm vô cùng đến âm 2 phần 3 thì từ âm vô cùng đến âm 2 sẽ là tập con của tập đấy thì đấy là tập mẹ còn từ âm vô cùng đến âm 2 là tập con âm 2 phần 3 là âm 0,6666 mà thì IC đúng rồi gì nữa không con này phải là ID IC làm sao được ý cuối chứ đây nhá nào cái tập từ âm vô cùng đến không là tập mẹ từ âm vô cùng đến không có phải là tập mẹ không hả đây À, S là tập con nghĩa là âm vô cùng cái đến tập không đấy phải nằm trong cái tập mẹ này đây nhá đây đây là tập mẹ à? này đúng không đấy
Thế còn tập hợp S của em ấy, tập hợp S của em nó chạy từ âm vô cùng đến mấy nào? Đến âm 2 phần 3 đúng không? Đấy, cái thằng này mày chuyên lý như thế Ôi à? giời. Thấy chưa? Đấy, như vậy con màu tím là con S nhá. Nhỉ. Thì con S phải là thằng con của cái con ID này, là từ âm vô cùng đến không, cái thằng vơ vẩn. Được chưa? Em tưởng em tưởng từ âm vô cùng đến âm 2 phần 3 là mẹ. đấy. Thì C là con. Ừ, từ âm vô cùng đến âm 2 phần 3 phải là con của cái khoảng từ âm S đến là tập không. con của tập hợp nào? Ok ông Trang ơi. Cái thằng Bình An chết tiệt này. Đấy. Ok chưa? Được chưa? Ok. Ừ rồi, thôi bây giờ nhá, bây giờ chúng ta sẽ nhân đa thức nha. Cao. Được chưa? Chúng ta đi nhân đa thức nha. Đấy. Anh nghĩ chắc là đến độ khoảng độ 30 là xong xuôi hết nhá. Ok ông Trang ơi. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ test một số cái con như thế này. Đây, chúng ta sẽ test một số cái con. Hay thằng Bình An có thể ao phòng để có thể đi nhắn tin yêu rồi nhá. Cái phần này không còn gì nữa đâu. Nhưng mà còn ví dụ 11 cứu. Ví dụ 11 thì lại nghiên cứu sau nhá. Đấy, bây giờ phải phục vụ số đông đã nhá. Ok. Rồi. Đây nhá, ghi qua một chút này. Thằng đi ao rồi à? Gọi là cách nhân nhé, cách nhân đa thức này, ok không? Đó, bằng máy tính ấy, ok không anh ơi? Đó, bằng máy tính. Thực ra là mình có thể thực hiện tất cả các phép toán ở trên máy tính cơ, nhưng mà đối với cái phạm vi của lớp 12 này thì anh chỉ hướng dẫn nhân thôi là được rồi, tại vì căn bản thì mình cũng rất là ít khi em gặp những cái phép toán khác nhé, được chưa? Cộng trừ nhân thì nói chung là thực hiện hết, ok không? Đấy, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cho anh một cái công việc như thế này nhá. Bây giờ mình test thử một con nhá. Mình test thử này. Mình test thử một con. Em thử nhân cho anh con đa thức này nhá. X cộng với 1 này, được không? Nhân với x thì bình phương trừ đi 3x cộng 2. Nào, nhân tay trước đi Trang ơi, nhân tay trước đi, xem được bao nhiêu. X mũ 3. Ôi, thế là chứng tỏ là em biết nhân đúng không? Ủa, Em biết chưa rồi. Từ 3x bình trừ 3x bình phương cộng 2x cộng 2x này cộng bình cộng cộng 2 đúng không? vâng Ok rồi, thu gọn đi nào. x mũ 3 Trừ 2x trừ bình 2 đúng không? Trừ x cộng 2 đúng không? Ok không? Chuẩn không nhỉ? Chuẩn chưa đấy? chuẩn 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 rồi đúng không? Rồi ok. Nào, bây giờ nhá. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái hệ đếm cơ số như thế này nhé. Nếu mà chúng ta để x bằng 1.000 thì em quan sát này, 1.000 có mấy số 0 nào? 3 số Ba số 0. cộng. Tức là nó là 10 mũ 3 đúng không? Thì khi đó cái con x xì bình phương nó trở thành là 10 mũ mấy nào? 10 mũ 6 đúng không? Có đúng không? X bình phương tức là 1.000 nhân 1.000 đúng không? Thì mỗi thằng cấp ra 3 số 0 thì hai thằng có phải cấp ra là 6 số 0 không? Có hiểu không nhỉ? Đấy, tiếp tục thì x mũ 3 bằng bao nhiêu? Bằng 10 mũ 9 đúng không? Đấy, x mũ 4 thì sẽ là bằng bao nhiêu? 10 mũ 12, kịp không? Kịp không đấy? Kịp không? Cái này thì chắc là dễ đúng không? Vâng. Ok, rồi bây giờ lấy máy tính ra. Có máy tính ở đấy chưa? Rồi. Đưa máy tính về menu 1 nhá. Sắp xỉ thôi đâu là bằng. Sắp xỉ nhưng mà làm gì bằng được. Cái gì lại xấp xỉ cơ? Mấy cái x mũi kìa bằng sắp sắp xỉ thôi chứ làm gì bằng. Tại sao lại xấp xỉ? Tại vì có mấy cái trường hợp lần trước 12,56 nhân 10 mũ trừ 19 làm tròn với làm à tròn thế đấy. nó có vấn đề ấy. Cái thằng này lại 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 chứng lại đòi khôn hơn vịt à? Thôi mấy cái gọi là lòng vòng đấy để nói sau đi nhá. Đấy. Đầu tiên bấm cho anh cái con mà chúng ta cần nhân này nhá. Được chưa? X cộng 1 này. Đấy, cái thằng này. Thằng chết tiệt này chỉ tôi giỏi phá game thôi. X bình trừ đi 3x này cộng 2, được chưa? Bấm con này vào trang nhá, được không em? Bấm xong chưa? Bấm xong rồi đúng không? Ano. Rồi á. Bây giờ bấm can. Bấm cái nút can. Ai Rồi vậy? ạ. Hải à? Ui, Hải thì ui giời ơi, hello lớp trưởng nhá. Rồi. Lớp 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 trưởng
vừa mới tắm xong ở lớp trường. Alo. Chỉ đi nhá. Đây. Rồi nhập 1.000 vào nhé. Em mặc kém quá kìa. Nhập 1.000. Thấy không? Ơi làm cái gì cơ? Đâu? Sắc ổn đi. Chết 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 chết. Mặc kém quá nhìn thấy cái người gì. Mọi người có nhìn thấy nó ra cái số giống của anh không? Giống không? Có. Bây giờ bấm cái nút E này cho anh. Cái nút E này này. Cái nút này rất quan trọng nhá. Cái nút E này. Bấm vào đây. Thì nó ra cái số 997. Thì cái số này nó hơi to. Cái số này hơi to. Mọi người bấm Shift E. Shift E. Số giống của anh không? Bốn qua em không thể nghe được. Đấy. Thằng nào ấy tắt tạm cái mic đi tí nhá. Mọi người tắt tạm cái mic đi một chút nhá. Thì khi mà mọi người can 1.000 vào ấy thì nó sẽ ra cái số to đúng không ạ? Thì mọi người bấm ship em nhé. Bấm ship em một lần hộ anh thì lúc đấy nó sẽ ra là 0,99 nhân với 10 mũ 9. Thì bây giờ mọi người gióng sang bên đây cho anh một chút này. Thì cái con 10 mũ 9 thì nó chính là x mũ mấy nào? À nó chính là x mũ 3. Có đúng không ạ? Cái con 10 mũ 9 này này, đúng không? Mọi người có nhìn thấy không? Cái đuôi thôi này. 10 mũ 9 thì thực chất nó chính là con x mũ 3. Đấy, mà cái số 0,99 thì thực chất là làm tròn thành số 1 nhé mọi người nhá. 0,99 là làm tròn thành số 1. Ok không ạ? Đó, như vậy thì cái con hệ số đầu tiên nó chính là cái con 1 lần của x mũ 3 nhá. 1 lần của x mũ 3. Ok không? Thì đấy là cái tư duy thứ nhất. Cái tư duy thứ hai thì chúng ta sẽ nhẩm bậc cho anh như sau. Các em quan sát, cái con này đầu tiên nó là bậc 1, đúng không ạ? Cái con đằng sau nó là con bậc 2 thì bậc 1 mà các em nhân với bậc 2 thì nó phải lên bậc mấy nào? Nó phải lên bậc 3. Ok không ạ? Được chưa? Như vậy thì cái con này em nhìn một phát thì em hiểu rằng là gì? 0,99 là xấp xỉ 1, được không? 0,99 là xấp xỉ 1. Và cái hệ số cao nhất, cái bậc cao nhất ở đây là bậc 3 đúng không? Thì con này nó chính là 1 lần x mũ 3. Được chưa? Đấy là cách hiểu thứ hai. Được chưa? Cách hiểu thứ hai. Rồi, bây giờ đến cái cách tư duy thứ ba như sau. Các em chỉ cần nhìn cái số cuối cùng này cho anh thôi. Đúng không? Các em nhìn thấy cái mũ 9 không? Thì các em mang cái mũ 9 này, các em mang đi, các em chia cho 3 cho anh. Được chưa? Thì lúc đấy 9 mà các em chia cho 3 thì nó phải ra bậc 3 nhé các em nhé. Được chưa? Luôn luôn chia cho 3 nhé. 9 chia 3 thì nó ra bằng 3. Như vậy cái con này nó chính là một lần này. 0,99 là coi như là một lần của x xỉ mũ 3. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ bấm ở trên máy tính như sau này. Sau khi mình bấm xong như thế này rồi, mình bấm mũi tên sang trái nhé. Nhớ nhé, bấm mũi tên sang trái. Đó, cái con chó nó ở đây. Rồi mình bấm dấu trừ này. Mở ngoặc. Đấy, trừ đi mở ngoặc nhé. Được chưa? Trừ đi mở ngoặc. Mọi người bấm cho anh là x xì mũ 3 vào nha. X xì mũ 3. Đó, ok chưa? Đó, sau đó mọi người lại bấm nút bằng. Bấm nút bằng. Nó ra một cái số khá là to như thế này. Thì mọi người lại bấm cái nút en cho anh. Cái nút en này này. Bấm vào đây. Đó, thì bây giờ mọi người quan sát nó xuất hiện số gì nào? Số âm 2 đúng không? Đấy, số âm 2 nhá. Rồi, ở đây là đuôi là gì đây ạ? Đuôi là 10 mũ 6 đúng không? Thì mọi người lấy 6, mọi người chia cho 3. Đúng không? Thì nó là bậc 2 đúng không ạ? 6 chia 3 nó là bậc 2. Như vậy con này nó chính là trừ 2x gì bình phương nhé mọi người nhá. Nó chính là trừ 2x gì bình phương. Ok không? Đấy là lối tư duy thứ nhất. Lối tư duy thứ hai như sau. Chúng ta vừa tính cái con cuối cùng ở đây này. Mọi người quan sát nó là con bậc 3 nhé mọi người nhá. Được chưa? Nó là con bậc 3. Vậy thì cái con ngay sau con bậc 3 phải là con bậc thấp hơn 3. Đúng không ạ? Như vậy nó sẽ là bậc gì ạ? Bậc 2 hoặc là bậc gì? Bậc 1 hoặc là con tự do đúng không ạ? Như vậy thì cái con này là con bậc 3 nhé. Thì ngay sau nó sẽ là con bậc 2 nhé mọi người nhé. Mình bấm bằng này. Mình bấm en này. Thì anh quan sát anh chỉ cần nhìn vào cái số này thôi. Anh nhìn vào mỗi số âm 2 thôi. Thì anh hiểu ngay. À nếu mà nó có âm 2 thì thực chất nó chính là trừ 2x thì bình phương. Được chưa? Trừ 2x thì bình phương. Sau đó anh bấm bằng tiếp này. Rồi bây giờ anh lại tiếp tục bấm en nhé. Lại tiếp tục bấm en. Rồi đấy. Nếu mà nó ra số to đùng như thế này thì ta sẽ bấm cho anh shift en. Đúng ạ? Shift en. Thì các em thấy nó ra là bằng bao nhiêu đây? Nó ra là âm 0,99 đúng không ạ? Thì âm 0,99 thì ta coi như là âm 1, được chưa ạ? Âm 0,99 thì coi như là âm 1, đúng không? Đó ạ. Ngay sau cái con x bình thì nó phải là con x, đúng không? Như vậy em bấm cho anh trừ x, được chưa? Đấy, trừ x. Rồi em bấm bằng thì nó sẽ ra con tự do. Con tự do chính là con cộng 2 đúng không? Nó ra số 2 thì em cộng 2 vào đây là xong. Đó. Rồi em bấm bằng. Đó ạ. Thì lúc này nó sẽ ra bằng 0. Ra bằng 0, như vậy là quá trình nhân của mình đã được thực hiện xong. Mình nên kiểm tra lại bằng cách là mình sẽ nhập một cái số bất kỳ vào, bé thôi nhá. Ví dụ anh sẽ nhập số 2 vào trong đây. Được chưa? Anh test lại để xem là cái kết quả có ra bằng 0 hay không. Bằng, đó, như vậy nó ra bằng 0. Thì cái kết quả mình thu được đó chính là cái con cuối cùng ở đây nhá. Đó chính là x mũ 3 này, trừ 2x bình trừ x cộng 2. Đó, như vậy là cái quá trình nhân đã xong. Ok, đấy, thì bây giờ anh sẽ tiếp tục là anh đi anh nhân một số cái con chứa tham số mở ở bên trên cho các em xem nhá. Được không? Đấy, để xem là cái quá trình tính toán là nó như thế nào.
mình chịu khó mình xem độ cho anh khoảng độ 2 đến 3 ví dụ thì mọi người sẽ hiểu được thôi. Đây, mọi người hãy quan sát nhé. Chúng ta hãy quan sát vào cái biểu thức của nợ này. Anh đóng khung nhé. Tất nhiên là bài này anh đã nhân để cho nó ra kết quả rồi, được chưa? Đấy, anh đã nhân để cho nó ra kết quả rồi thì bây giờ cái việc làm của chúng ta ấy nó là nhại nhại theo lại cái kết quả này thôi. Ok không nào? Đấy, thì bây giờ chúng ta cần phải nhân cái con delta này, đúng không? Hôm nay buổi chiều chúng ta học, chúng ta gặp rất nhiều những cái con delta, đúng không? Và cái việc nhân này nó sẽ rất là mất thời gian. Đấy, nếu mà chúng ta tính bằng tay nhá. Bây giờ mọi người sẽ bấm máy tính cùng với anh. Mọi người nhìn thấy con đóng khung không? Đấy, bây giờ chúng ta bắt đầu bấm nhá. AC này, anh sẽ bấm này, cứ gặp mở ngoặc thì anh bấm mở ngoặc thôi nhá, không cần phân biệt ngoặc vuông ngoặc tròn gì hết nhá. Đây là -2 này. Đấy, tiếp tục mở ngoặc này. X xì bình phương này. Được chưa? Cộng với 3x xì này. Cộng với 3 này, ok không? Đóng hai lần ngoặc này, sau đó anh bình phương. Được chưa? Tiếp tục trừ đi 4 nhân với 1 nhân với mở ngoặc này. Đây là x xì bình phương này. Cộng với 1 này, được chưa? Đóng ngoặc lại này, anh bình phương nữa. Ok không? Mọi người có bấm kịp không ạ? Bấm kịp không? Anh em. Alo alo. Anh em bấm kịp không ạ? Rồi. Rồi, anh em can cho tôi số 1000 nhá. Can cho tôi số 1000. Được chưa ạ? Ok, anh em bấm bằng. Rồi nó ra cái số này. Số này là mũ 10 anh em nhá. Mũ 10 thì 10 không phải là bội của 3, được chưa ạ? Anh em sẽ bấm cho anh cái nút E này một lần, bấm nút E. Rồi, các em quan sát. Ta thu được là số 24. Các em nhìn thấy số 24 không? 24 nhá. Mà các em nhìn cái đuôi là 10 mũ 9 thì các em lấy 9 chia 3 bằng 3, các em hiểu không ạ? 9 chia 3 bằng 3. Như vậy thì cái con đầu tiên là 24 lần của x xì mũ 3. Các em hiểu không? 9 chia 3 bằng 3 nhá, thì con đầu tiên nó là 24 lần của x xì mũ 3. Được chưa? Anh bấm mũi tên sang trái này. Anh bấm dấu trừ này, bấm mở ngoặc này, đúng không? Quen thuộc chưa? Bấm cho anh 24 lần x xì mũ 3. Được chưa? Đúng ạ, sau đó bấm bằng. Bấm bằng. Nó ra một cái số như thế này. Ta lại tiếp tục bấm nút E. Bấm nút E. Rồi, các em nhìn này. Nó xuất hiện số 52. Đúng chưa? 52 nhá. Và đây là 10 mũ 6, đúng không? Thế thì 6 mà chia cho 3 thì nó sẽ về bậc 2, đúng không? Nhưng làm như thế hơi lâu. Ta chỉ cần nhớ ở đây là số 52, đúng không? Số 52 nhá, thì các em nhìn này. Sau con bậc 3 phải là con bậc 2, đúng không? Như vậy nó là cộng 52 x bình phương. Ok chưa? Đấy, nhớ nhá, số 52 đúng nào. Rồi đến đây ta lại tiếp tục bấm bằng. Rồi nó ra cái số to như thế này, đúng không? Bấm nút E. Bấm nút E. Nhớ cái số này luôn, nó là số 72 đúng không các em? Nó là số 72 đúng không? Như vậy các em bấm tiếp, bấm mũi tên sang trái này. Rồi mình bấm tiếp cho anh, cộng, đúng không? 72. Sau con x bình thì tất nhiên phải là con x rồi, đúng không các em? Đó ạ, bây giờ em bấm bằng này. Bấm bằng, như vậy nó ra số 32 đúng không? Như vậy em cộng nốt 32 là xong. Bởi vì sau con x phải là con tự do đúng không? Em cộng 32. Rồi em bấm bằng. Đấy, nó ra kết quả bằng 0. Em can cho anh một số bất kỳ nhỏ hơn 1000 vào nhá. Em can cho anh số 2 vào. Sau đó em bấm bằng. Đó, thì kết quả ra bằng 0. Như vậy là cái quá trình nhân của mình hoàn tất và ta đã thu được cái kết quả ở đây. Ok không mọi người? Ok nhá. Tiếp tục. Tiếp tục này. Tiếp tục nha. Nào. Hết giờ rồi. Hết giờ á? Phòng mới. Tạo phòng mới nhá. Tạo phòng mới. Ôi giời, 4 phút cơ mà cái thằng mày, sau mày thì tao đập cho mày một trận này. 4 phút phải tận dụng đi. Nào con tiếp theo. Nhìn vào con đóng khung màu vàng. À không, cái con ở dưới cơ. Đây, con ở dưới. Đóng khung màu đỏ nhá. Ôi chết cha, cái này chưa lấy khung. Lấy cái khung màu đỏ đây. Được chưa? Đấy, chúng ta sẽ đi nhân cái con delta này nhá. Nào, bấm mở ngoặc, đấy, trừ mở ngoặc, đúng không? 2x cộng với 1 đóng ngoặc, bình phương. Đấy, trừ đi 4 nhân với 1 nhân với, đúng không? X này, xong lại mở ngoặc này, x cộng 1. Đấy, x cộng 1. Rồi, đóng ngoặc vào. Đó, chúng ta sẽ nhập cái con delta này vào. Thế sau khi mình nhập xong rồi, thì mình bấm can. Nhớ nhập can 1000 vào nha. Đấy, can 1000, sau đó mình bấm bằng. Đó, thì em thấy nó ra bằng 1 đúng không? Vậy kết quả là 1 luôn. Con này thì không cần phải gọi là nghĩ ngợi luôn. Ok không mọi người? Đấy, nó mà ra bằng 1 thì thôi biết luôn là 1 nhé. Vì con này nó không có phân tích gì hết trơn. Ok không? Em can số khác nó vẫn ra bằng 1 thôi. Can số 2 nó vẫn ra bằng 1. Tức là em can rời thì nó vẫn bằng 1. Nó không phụ thuộc vào M. Được chưa? Tiếp tục nhá. Kịp không đấy mọi người? Bấm can nó ra bằng 1 không? Có. Rồi, tiếp tục. Đấy.
Trời ơi, khoan tâm huyết luôn. Quá buồn. Nào, tiếp tục, tiếp tục. Rồi, những cái con nào trông nó phức tạp hơn tí. Đây. Con này. Đấu khúc màu xanh nhá. Thấy con này không? Có thế. Ok, phèn luôn. Nào, mở ngoặc. 2, mở ngoặc tiếp. Đấy, x cộng 1. Đóng ngoặc bình phương. Đấy, trừ đi 4 nhân với 2 nhân với mở ngoặc trừ này. Đấy, mở ngoặc x thì bình phương cộng 4x đúng không? Cộng với 3. Đóng hai ngoặc được chưa? Đấy, sau khi nhập xong cái con của não này vào thì bắt đầu can 1.000 vào nhá. Can 1.000, bấm băng. Rồi, bấm nút em. Em. Nào, nhìn vào đây. Nhớ cái số 12 chưa? 12 nhá. Rồi, mũ 6 đúng không? 6 chia 3 thì bằng 2. Như vậy con này chính là 12x bình phương, được chưa? 12x bình phương. Bấm sang trái này. Trừ mở ngoặc 12x bình phương, được chưa? Bấm băng. Rồi, ra cái số này, bấm nút em. 40 đúng không? 40 nhá. Vậy sau con bình thì phải là 40x, có hiểu không? Đúng chưa? Đấy, cộng 40 lần x bằng đúng 28 chưa? Ok chưa? Cộng 28. Đúng ạ, đóng ngoặc lại. Can một số bất kỳ, số 2 đi. Ăn chưa? Xong nhá. Đấy. Rồi, thế thôi nhỉ? Vâng. Ờ, đấy. Thôi, thế thôi, hết hết ngày học hôm nay rồi. Ok, em chào anh. Ừ, ok nhá. Vâng, bye bye. Bye bye. À, hát xong rồi. Hạnh phúc.